Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Lại là mình Cường đây nhé các bạn. Trong clip này thì mình đưa các bạn đi với mình đi chài ít con tôm, ít con cá để về làm quà mang lên Đắk Lắk nhé các bạn. Thì quê của mình là ở Hưng Lạc, Mỹ Thành, Phú Mỹ, Bình Định. Thì mùa này là gần hết tháng 8 âm lịch các bạn, mùa bắt đầu vô mùa mưa. Thì ở khác với ở Tây Nguyên thì chuẩn bị vô mùa khô, còn ở dưới đồng bằng ven biển thì chuẩn bị vô mùa mưa nhé các bạn. Thì mấy con tôm con cá thì đầu mùa mưa nó chưa có được mập lắm, khi mà ở nằm ở khoảng giữa mùa mưa tới cuối mùa mưa thì cái nguồn thức ăn nó dồi dào hơn, nên là nó sẽ phát triển, nó to, nó mập, nó béo hơn nha các bạn. Đầu mùa mưa cá còn nhỏ, lượng nó còn cá nhỏ nhỏ thả xuống lại. Đó, các bạn thấy là nước nó rất là trong luôn nha. Thì bình thường chỗ này người ta làm muối ha, nơi nay nước nó ngập lên thì nhìn nước nó rất là trong, có cá con nó bơi rất là nhiều. Mấy cá con này tương lai sẽ lớn lên thành cá mẹ rất nhiều nha. Chài nãy giờ mới chài mà toàn là cá chút không à, lượm mỏi tay luôn. Thì nói chung là mình chài lái tôm là chủ yếu nha các bạn, còn cá thì nhà mình có nuôi heo, mình lựa mấy cá to mình ăn thôi, cá nhỏ thì mình sẽ hầm mình nấu cho heo nó ăn cho nó nhanh lớn nha các bạn. Đây các bạn thấy hên hên là được một con cá kiền, con này tương đối nhỏ nha. Cá kiền này nằm ở size khoảng ký rưỡi trở lên, ăn nó mới ngon các bạn, nó càng to ăn nó càng béo, nó càng ngon nha. Thì cá đã nhỏ quá nhưng mà nói chung là cỡ này thì nó cũng bỏ vô nồi nấu canh chua thì cũng ok rồi. Đó các bạn thấy hồi nãy giờ tôm rất là nhiều nha, cứ một chài trung bình khoảng 10 con tôm, mình lượm mình đếm khoảng 10 con tôm. Tôm này size nằm ở khoảng 6-70 con một ký. Thì mấy con tôm này thì chủ yếu là trong ao nuôi người ta làm si phong, nó chạy nó thoát ra ngoài các bạn, nên là không phải là tôm đất như hồi xưa nha. Thì nãy giờ cũng có trúng được 3 con tôm cỏ, các bạn nó biết là tôm cỏ là đặc sản đặc biệt rồi, nó rất là hiếm nha, còn con tôm mình nuôi đây thì nó thường rồi. Thank you.
đổ nó nhảy hết xuống rồi. Về nhà rồi. Rồi ok các bạn ơi, mình gỡ xong cái mẻ chài này nữa là mình đem cái cá với tôm thành phẩm, thành quả về nhà. Mình quay cho các bạn xem nó được bao nhiêu nhé các bạn. Thì đường xá mùa này người ta làm cũng nâng cấp lên, nó rất là đẹp rồi. So với hồi xưa thì đường giờ nó láng nhựa, láng bê tông rất là rộng nha. Mùa này đang mùa lúa nữa, ruộng rất là xanh nha. Rồi ok, mình quẹo vô tới nhà mình rồi nhé các bạn. Các bạn thấy là con ngõ là nó nhỏ thôi, nói chung là vừa cho xe máy hoặc là xe lôi vào thôi. Máu chảy có 1 tiếng đồng hồ mà tôm nó trắng mất mà. Mấy con chài trước này trắng hết rồi. Và đây là thành quả của ngày hôm nay nha các bạn. Thì nói chung là mình như nãy mình nói là mình chỉ lựa mình lấy tôm thôi nha các bạn. Dính đất. Còn cá, cá lớn thì mình lưỡi con mình nấu canh chua, còn lại là mình hầm cho heo ăn hết nha các bạn. Tại cá này đầu mưa nó chưa có kịp lớn, nó còn nhỏ. Cỡ tháng rưỡi nữa là coi như là cá rất là mập nha. Nay chị về đi kiếm mấy con nữa này. Nó chài còn chứ mà nắng nó kêu thắng nó về. Cứ chài và được chục con này. Dạ, sáng giờ đi chài chừng tháng em. Dạ. Rồi ok, mình kết thúc cái video này tại đây. Thì mình hiện tại mình đang ở Đắk Lắk nha các bạn. Nhưng các bạn hay xem video của mình thì mình biết là mình đang ở Đắk Lắk. Hôm nay mình về dưới quê mấy ngày mình chơi thì mình đi chài ít con tôm để lên làm quà nha các bạn. Rồi ok, nếu các bạn thích nội dung video này thì nhấn đăng ký kênh YouTube ủng hộ mình, đồng thời nhấn like và chia sẻ video này cho mọi người cùng xem. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôm nó tặng tôm nó nuôi nó ra chứ. Rồi, tôm xin xong lấy đồ nó ra ăn hai lấy đồ. Cái mùi nắng là muối nó còn ràng rồi. Thì kênh của mình là chuyên về cây cảnh rồi cá cảnh, nói chung trồng trọt chăn nuôi các bạn, nên là những cái clip liên quan tới săn bắt như thế này mình cũng đăng lên cho các bạn nào mà có sở thích thì cùng xem cho vui nha. Ok, các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn, để mình có động lực mình làm các video mới tiếp theo nó liên quan tới các cái nội dung này nhé. Rồi, mình kết thúc cái video tại đây luôn. Các bạn nhấn chia sẻ video giúp mình cũng như là gửi bình luận bên dưới video nếu các bạn thích video nha các bạn. Bye bye các bạn, hẹn lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Bye bye.
mình ăn nha gái nha. Còn mình ăn tay. Anh ơi, ông bảo cái nải chuối lớn hơn như lại cái nải chuối nhỏ thì bà người ra ngoài bà bán sắm được cho ta nó một lời giúp bảo là chín này. Hai nải chuối bằng bạn.